đây là hiện tượng trồng sung. Xóa, các bạn bắn xóa xăm xong thì tự dưng khách hàng lại bị ở bọng nước. Đấy nguyên nhân là do gì? Do bỏng. Ví dụ các bạn học xong cái máy này chẳng hạn, mình test cho các bạn ở đây là mức năng lượng ok, các bạn về các bạn cứ thế làm như này, nhưng về làm các bạn vẫn có biến chứng. Nên cái đấy là liên quan đến cái vấn đề về kỹ thuật mà chúng ta đi. Khi mà chúng ta bắn sang cái vùng bên dưới chẳng hạn, chúng ta không thể đi như này được, đúng không? Đi như này chúng ta đang bị gì? Chéo rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ gì? Như thế này mới gọi là vuông góc. Tức là chúng ta lưu ý cái khoảng cái góc của tia laser mà tiếp xúc với gì? Bề mặt da. Cố gắng, đương nhiên không phải 100% chúng ta đều vuông góc được, nhưng mà cố gắng để làm sao là gì? Vuông góc nhất có thể, để làm gì? Cái mật độ năng lượng cũng như là cái mức độ năng lượng nó giảm trải đều ra cái vùng của cái tia laser này. Được chưa? Tiếp tục đấy là bây giờ mình thay đổi, đây là thay đổi khoảng cách này, thì nó cũng liên quan đến vấn đề về thay đổi pot size. Tiếp tục bây giờ mình thay đổi trực tiếp pot size luôn nha. Ví dụ mình đang để pot size là 3 chẳng hạn. Đây. Đây là pot size 3 nha. Thay đổi pot size lên 4 này. Thay đổi pot size lên 5 này. Các bạn thấy pot size to dần ra chưa? 6 này. Pot size lên 7 này. Chín này, pot size lên 10. Cái này thì bắt đầu nhìn rõ rồi, đúng không? Nhìn này, từ cái pot size là 2, là 3 cho tới pot size khoảng tầm lên 10, các bạn thấy cái khả năng bắt cái màu đen nó gì? Nó kém dần. Mặc dù mình không hề thay đổi bất kỳ một cái thông số gì ở trên máy là về mức năng lượng hay tần số, đúng không? Nhưng mình chỉ thay đổi cái gì? Pot size thôi. Như thế này nó biểu thị cho cái vấn đề là gì? Chính xác cái câu nói là pot size càng lớn thì mức năng lượng nó càng gì? Càng nhẹ, đúng chưa? Hiểu về cái pot size chưa? Rồi nhá, tiếp tục này. Đến cái tần số đi. Bây giờ mình sẽ, lúc nãy mình đang để tần số là 1, đúng không? Bây giờ mình sẽ để tần số lên khoảng tầm 6 đi. Để các bạn thấy cái tần số nó sẽ khác này. Đây nha. Các bạn nghe tần số nó đi nhanh hơn đúng không? Bây giờ tần số là 6 nhá. Nếu bây giờ tiếp tục mình để tần số lên 10. Rồi. Nghe khác đúng không? Các bạn để ý cho mình để những cái vùng mà mình trồng sung ấy, nhìn thấy chưa? Thấy nó bắt trắng hơn chưa? Tức là năng lượng ở cái vùng đấy nó gì? Nó tăng lên. Nên nếu như các bạn để tần số 10 mà các bạn cứ đi như này, các bạn thấy nó khác không? Đây là hiện tượng trồng sung. Khi trồng sung thì mức năng lượng ở cái vùng đấy nó cũng sẽ gì? Tăng lên. Như vậy, pot size ảnh hưởng tới năng lượng, tần số ảnh hưởng tới năng lượng, khoảng cách cũng ảnh hưởng tới năng lượng. Nên nhiều khi là cùng một cái máy, đúng không? Cùng cài đặt thông số giống như nhau, nhưng có bạn bắn thì lại hiệu quả rất là tốt, còn có bạn bắn thì lại bị gì? Bị tăng sắc tố, bị gì nhỉ? Có thể là bỏng này, ví dụ xong xóa xăm thì có thể gặp tình trạng bỏng này hoặc là tăng sắc tố. Khi mà các bạn xóa xăm, các bạn ở đây có bạn làm phun xăm, các bạn cũng sẽ rất hay gặp một cái tình trạng đó là bọng nước. Các bạn xóa, các bạn bắn xóa xăm xong thì tự dưng khách hàng lại bị ở bọng nước. Đấy nguyên nhân là do gì? Do bỏng. Bỏng đấy là bỏng nhiệt, đúng không? Và cái bỏng này là do gì? Một là do các bạn đang để mức năng lượng quá cao. Hai là các bạn không để năng lượng cao, các bạn để năng lượng đúng nha. Nhưng mà các bạn đi bị làm sao? Trầm sung. Hoặc các bạn để khoảng cách quá xa, đúng không? Các bạn để khoảng cách xa quá, nhiều khi các bạn bắn, các bạn lông mày có khách ở đây, các bạn để tay như thế này, thì đương nhiên đây là khoảng cách xa rồi. Trong khi đó tất cả các thông số chúng ta cài đặt là ok. Ví dụ các bạn học xong cái máy này chẳng hạn, mình test cho các bạn ở đây là mức năng lượng ok, các bạn về các bạn cứ thế làm như thế này, nhưng về làm các bạn vẫn có biến chứng. Nên cái đấy là liên quan đến cái vấn đề về kỹ thuật mà chúng ta đi. Giống như lúc nãy mình nói là gì? Về tần số, đúng không? Về cái gì? Khoảng cách của tia laser khi tiếp xúc xuống dưới da của khách hàng, để tránh cái hiện tượng để khoảng cách cao quá hoặc tránh hiện tượng bị trồng sung.